hai anh em đi săn đêm cả nhà. Hy vọng là bữa nay là gặp được cá trê và tầm lấy cây này tầm bắn nó. Thì em Hạnh là sẽ dùng ná thun tầm này giao với lại hai cây này. Này Hạnh ơi, anh giao ná thun cho em nè. Hy vọng nha. Hy vọng cái này phát huy tác dụng. Bữa khi từ đây còn mấy viên nè, bỏ vô túi nè. Tối nay hai anh em sẽ đi theo con suối như này cả nhà. Ở đây á, nước nó chảy ít như nè, chứ mà lên tới khúc trên này nhiều lắm, nó có mấy cái ụ nó động lại á. Có gì vậy? Cá gì? Nó mới thấy nó bơi qua đây. Nè. Bơi xuống cái lá này. Anh thấy kìa, lên sình rồi nè. Kiếm coi, đừng lội nha, lội nó sẽ ấy á. Kiếm nó coi. Kiếm nó coi để anh đeo con dao vô cái. Lương chứ không phải trình em ơi. Lương nè. Lương nè. Nè. Dạ. Đó, nhỏ quá. Ủa, nó bự hạnh. Nè. Cái con suối này là lần đầu tiên mình đi á, cái ếch nó gặp mình nó im re không? Đó. Túi rồi, đây là. Con nè, cái bộ này cũng ngon à, không? Hạnh, con nè, chưa nè em. Ồ, đạt rồi. Ê, ếch to lắm nè. Đây nè. Mấy con ếch này thì nó dạng lắm, nên tâm chụp tay luôn. Con quen cả nhà. Bự ha. Wow, Hạnh thấy cô hết. Cô hết vui rồi kìa. Wow. Ủa, con này mới ngon nè anh ơi. Ủa, đủ dạng ghê luôn rồi. Dạ ha. Vô túi nữa. Bự ghê luôn, chà bá luôn á. Thôi đừng xíu. Nó đầu với cái bọng cây này nè. Đây đây em thấy rồi. Thấy được chưa? Nào. Dưới bọng cây nữa. Chụp nó luôn, chụp nó luôn. Chụp nó luôn. Dính không? Dính nè. Đây. Trời, nó bự. Nhái đùi vàng. Mùa mưa này á, nhái đùi vàng ra quá trời ha. Mới thấy nó đây nè Hạnh. Chưa thấy hả?
dính rồi. Từ từ cũng bỏ cây ra. Hiệu quả rồi nha. Nè. Hiệu quả rồi nha. Vô luôn. Cái chừng cái ngành. Rồi, được. Được không? Hiệu quả ha. Quá ok luôn. Nó ở trong mấy cái chỗ nước sâu á với cái kẻ vậy nè cả nhà, là Tâm sẽ dùng cây này để bắt nó. Rồi nhảy con nhái rồi. Còn nếu mà nó nằm cạn quá thì mình chụp tay luôn. Có lý ha Hạnh. Rồi sâu hay cả gì bắt được hết rồi. Ừ. Con nè em. Rồi nó bự luôn cả nhà. Ừ. Con này đùi nó vàng lắm luôn á. Nè cái loại ếch đây này Hạnh. Cái đùi sao khúc đùi dưới vàng ao luôn. Quá đã ha. Ui. Á ghê không? Tâm suối nè em ơi. Đây nè. Ôi có mừng rồi. Dính rồi. Cho em con tôm nè. Nhỏ nhỏ chứ ngon lắm á. Tôm suối có càng luôn nè. Dính à. Nghe nướng á. Ừ. Chạy dính rồi Hạnh ơi. Đây. Ý. Ê. Đâu rồi? Đó. Nó bị thương rồi. Nó bị anh bắn dính rồi. Bắn dính rồi dễ bắt nó lắm. Thấy không? Chứ để nó chui vô kẻ đá mình bắn đâu được đâu. Ừ, cũng cứng rồi cả nhà, Tâm chui cứng ngắt luôn nè. Bắn gì kẻ đá không sao hết. Ở đây có cái trái gì nè cả nhà, nó rụng rất là nhiều luôn kìa. Trời ơi, rụng này nhóc luôn Hạnh. Bẻ ra thử đi. Ê. Ừ, thơm dữ lắm. Thử đi. Ôi, nhìn nó đã quá Hạnh. Ngọt dạ lắm. À, ngọt lắm. Như cái vậy. Để Tâm thử nha cả nhà. Ừ. Sao nó sơ sơ mà nó chua chua mà đừng cái thơm quá ha. Trái cây là ăn được hết rồi. Dạ. Ủa, có thằng dưới đây bị hư rồi. Mà nó thơm quá. Đó, muối này ngon nè. Để cho em thử đi. Trời giớt luôn. Nó chua cực kỳ luôn Hạnh ơi. Mà nó có vị ngọt đó bộ. Trái vàng này đỡ chua nè. Vàng đỡ chua phải không? Nãy mà trái xanh đỡ chua nhanh mặt luôn. Phát này
rồi. Giải nó xúc ra hả gì rồi? Giải nó xúc ra rồi. Con đâu gần gần đó. Đây nè, nó đây nè cả nhà. Đó, bị tao bắn một phát rồi nè. Vậy mà còn mạnh ghê mạnh. Đây. Đẹp quá ha. Đẹp cỡ nào cũng kho cho chiên cả. Dính. Đâu rồi em, đâu rồi, ếch bự lắm nè. Để cầm giùm anh đi, nó trơn quá. Nè. Nè nè, lấy luôn. Rồi. Rồi. Để anh kiếm trên này cho. Ừ, nó trong rồi. Đi còn hạt lát hả? Dính thịt lát hả? Hai anh em Tâm đi hành tài lứ cả nhà. Vài con cá nữa. Sâu ếch nè. Nhìn hết hồn luôn anh. Tối luôn. Ếch với cái trà đồi nè. Trà đồi bị nãy bị bắn. Với lại ếch của anh nè. Lát cái này ngon. Đâm đường nào ta? Đâu em nắm đường đó ra luôn. Đường nào nó đâm cũng vậy hết á. Em nãy cái ô nó ra là nó ra hết nhờ. Đó. Trời ơi, đi kiếm đường chứ. Thiệt tình. Rồi nắm phao vũ. Đó, cái nó ra hết à. Nắm vũ như vậy nó ra nhờ. Đó, nó ra lại thấy không? Lưới ba màng nha mọi người. Lỗ to lắm cả nhà. Đây, đây. Đi hướng này. Phèn nó đóng nha anh ơi. Được con cá sát nè. Phèn nó đóng như tay lưới quá trời luôn, nó dày lên đó. Nó yếu với cá lắm. Cá nó thấy á Hạnh. Nè, đắp đống vàng lên luôn. Bẻ nhành nó chưa? Cái con này dính vô có nhành luôn, nó quấn tùm lum. Nó có nhành được á. Dính nhỏ rồi dính tự. Kho ngon lắm. Ôi. Xác bự. Con xác nó uống nu luôn anh ơi. Ừ. Xác với con he đỏ. Còn trước con nữa kìa. Đó. Trời ơi. Thấy không? Dạy. Không lụm. Đâu lụm. Lưới này chắc ghê luôn á. Nó vụt ra luôn á, phải không? Ừ, vụt ra luôn. Trời con chốt đi nè. Xác. Con xác. Quên. Nó lụm chốt. Thật con béo. Anh mời con này nấu ăn chua. Mập ha. Trời ơi. Như con cá đà. Mập vậy ha. Đúng. Cá sát bự ghê ha. Bự hơn mấy con đợt trước luôn á. Cái mùa nước này ở cả nhà, bữa nay cái mưa gió đồ nhiều lắm. Tâm đánh tài tượng không thấy dính luôn cả nhà ơi. Hồi trước có dính kìa em. Có, bao cũng còn luôn. Nó làm cho một nồi hơn trước kìa. Bị hút phèn dữ quá.
Trời ơi, hai bà con cá sát trước rồi. Chiếu lên luôn cả nhà. Ở này trời, cái bụng nó trời ơi. Kho lên một cái. Nè, hai con thấy không? Hai con đó. Con còn bự ghê kìa. Đó. Nè. Trời ơi, mập kìa. Ừ, cái bụng nó kìa. Nó phải xuống luôn á. Béo phì. Ngon lắm cả nhà, cái xác này tâm mê lắm. Ui. Đó, cá sát bự dữ vậy. Ừ, cá sát mà giải gì sổn. Nè, hai con này, hai con cuối nè. Trời ơi, cá sát như con cá ta. Ôi trời, gỡ bự đi rất hạnh. Bự lắm Hạnh ơi. Trời ơi, má dài dữ trời. Con miếng nhà mà nó không đứt luôn. Trời ơi. Đó. Con kia bự ghê không? Con này bự khủng lồ luôn rồi nè. Gỡ cái này trước. Cái này con cá cha luôn, con cá sát gì nữa. Ôi ngưu. Mập con đồ ha. Hết rồi. Tới đây hết lứ rồi cả nhà. Này dính ít quá. Trời ơi. Mà được cái cá ngon. Trời ơi. Em đo con mấy con tay. Nè. Nè để bàn, ngon hả? Bàn tay em vô. Trời ơi, cá sát bàn tay luôn nè. Dữ thiệt. Cỡ này nè dính mới ngon ha. Cỡ này nếu mà nó mà chịu trúng cái bầy cá lớn này nè cả nhà, cá sát này đi bầy, nếu mà trúng bầy cá lớn này là gỡ thiệt chứ bắt đã đời luôn á. Mà bữa nay á không được nhiều, ít quá. Ừ cha. Nó bự. Cá sát bự thiệt cơ. Như con cá ta luôn. Ừ, bành 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 luôn ha. Đá ghê. Ủa nghe giải đâu đó. Ngay chỗ này luôn nè. Không biết còn dính không, hết rồi. Hết dính rồi. Thấy lứ rồi, thấy tay cuối rồi kìa. Chắc nó ăn móng á. Còn con nó còn nhỏ nữa phải không? Con nhỏ nữa. Con này bự rồi. Trời ơi cả nhà. Cái xác mà cả nhà nhìn nè. Ê. Cái xác Hạnh. Con này bự ghê ta. Béo lắm luôn. Con này con đó mà nấu canh trời cắn nguyên cái khúc thịt sướng. Cái liềm kìm. Dạ dữ ha. Nhiều à, lay quay nhiều đây rồi cũng đủ hai anh em ăn này. Sắp lớn. Ừ, cũng được nè Hạnh. Chiên. À, ghê. Lão mày. Bên đây. Vô lão đường. Cá nằm như này lên em ơi. Đó, lên luôn. Chén mua chanh nhìn tới quá Hạnh ơi. Cá cái phần cá tầm như em Hạnh bắt được cả nhà xong hết rồi đó, chiên này vàng ghê không chạy bụng ra. Ôi nè, đâu rồi nát có để con lên nè, nó lăn đâu vậy. Đúng như mẹ ông con. Ui 50 là mới cầm trái. Nó bùng rồi cả nhà. Ui I don't know.
rách ra luôn, rách luôn. Rồi dính dính rồi nha. Đã ha. Ừ. Rồi lên sáng cho nó đục kìa. Rồi. Cảm ơn em. Quá đã luôn. Này dứt đại cục. Đó. Lên. Vô luôn. Đáng gầm trái. Để luôn không? Ôi, đá kìa. Cơm em ơi. Cơm anh ơi. Trái này bọc luôn. Cả nhà ăn cơm chứ là hai anh em tâm nha. Thơm quá. Thơm quá. Thơm ghê luôn á. Đó em không? Chào đòi nữa. Giọng nữa. Đã ha. Ngon lắm. Ngon. Ăn vậy mà ngon ghê luôn. Em ăn nữa không? Rồi. Em ăn nữa đi. Em ăn con đó đi, ăn con này cho. Ăn nó mới đã. Mời cả nhà nha, cá sát nè, sát chiên giòn. Thơm quá hình ơi. Đau quá. Ăn con đó luôn mà hả? Béo lắm. Béo mà nó ngọt lắm kìa. Em ăn nữa đi. Ừ, anh ăn nguyên con rồi kìa. Có một con bự rồi em ăn nữa luôn. Nhưng cũng không chạy được. Ngon lắm. Béo ghê luôn ha, thịt nó kìa. Quá đã. Ngon thiệt chứ. Bóc nghèo mới ngon ha. Cục trái ăn bọc. Tại nó không dính tay dễ bóc lắm. Cái phần đá này á là nè, Tâm với em Hạnh uống còn nè cả nhà. Mình để dành ớt cá luôn. Cái này là ớt. Ớt hồi hôm hai anh em bắt nè, giờ mặn ra. Đây là mặn ra chắc còn có khoảng cái chừng ký em ơi. Ký ha. Chừng ký. Ừ, ký à. Ớt đá đem về luôn. Thì sáng nay á cả nhà hâm lưới, mình dính cũng ít chứ không có nhiều nè. Cái xác được mấy con. Mà nó nắng quá cái tranh thủ hai anh em tranh thủ hâm vội luôn. Với lại nó dính vô rác nhiều quá. Thì tranh thủ thăm gỡ rác phụ em Hạnh nữa nên hồi sáng Tâm không có cập nhật tình hình kịp á. Cá đợt này thì không có nhiều cả nhà. Đợt này thì tài tượng là không có dính con nào luôn Hạnh ơi. Nay không thấy được con dây tượng. Ừ, không thấy được con dây tượng luôn. Có con mày dinh ngon ghê nè. Bự ghê luôn. Mày dinh đã ha. Mày dinh này kho lạc á. Mấy con cá he. Anh mời sát thôi. Nó béo quá. Rửa cái này rồi mình giấu lại trên rừng luôn. Trời ơi, con chảy vậy.
cà lý lắm á. Cái con này cái ăn ngon lắm nè. Đây ẩm hàng lăn lên rồi. Anh nãy anh nhớ cái kiềm đâu đây. Nó có dướng nhạnh em xử lý nhạnh nó luôn. Lăn thì dính được 4 con ở cả nhà, nhưng mà hai con nhỏ với hai con này là nó trọng trọng chút nè, tầm khoảng chắc cỡ 2 kg chúng ta không tới nữa. Tầm ký mấy 2 kg à. Ừ cũng được, không mặn chứ không mặn đó tôi. Giỡn nó lên đi em, cho nó vô mình gỡ ngạnh nó ra đi. Hai con tư quá ha. Giờ ấp đá nữa là đúng luôn á. Gỡ xong cái giỡn cái túi lên luôn nha. Giỡn túi. Nó còn mạnh lắm ở dưới bắt không được đâu, nó giải sảy á. Đó, gậy xuống luôn á. Gậy hả? Nó còn mạnh lắm. Lăn đỏ đẹp quá. Để vô đây. Bỏ vô đây đi. Sạch bắt nó ra. Dưới ngạnh nè. Ngạnh nó gai ngược không. Bẻ sát luôn nè. Bẻ sát luôn. Cứng lắm. Được. Nó cứng nhất. Ừ, cứng lắm. Bên này. Kẹp gần gần vô trong cái kiềm á, sát vô trong á. Ừ cứng lắm. Để xử lý cái này đậu lại. Cái ngành của con cá lăng hả anh? Như răng cưa. Như cái lưỡi dao ha. Như răng cưa vậy. Bén cho mà thấy luôn á. Nó lắc cái là mình tét liền á. Lắc cái là đứt thịt liền luôn á. Này em lại bỏ vô bếp lửa. Có con này cũng ngon rồi. Con này cũng bự nè. Còn con kia thì nó ốm, nó nhỏ hơn con này. Này cũng được. Con này cái chừng ký chứ mấy anh ơi. Không bự đâu em. Săn bắt tự nhiên mà có bữa trúng bữa thắt ở cả nhà. Thì bữa nay nói chung là không được may mắn. Đợt này làm như là nó đổi nước hay sao á. Cá tài tượng không ăn một con nào luôn, chỉ duy nhất có hai con lăn à. Trâu dài lắm. Thôi em muốn hết ngữ luôn rồi. Dài bằng nhiêu đây luôn. Cái đầu nó nhiêu đây rồi. Bây giờ cái trại của Tâm với Mạnh là trên đó đó. Giờ hai anh em là tranh thủ là mình lên dọn xong rồi rút về, bởi vì chiều là sẽ mưa cả nhà. Thì cho phép Tâm với Mạnh được kết thúc video tại đây nha. Cuối clip Tâm gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe đến gia đình mình. Cảm ơn cả nhà đã luôn đồng hành và theo dõi video Tâm. Chào và hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo. Chào cả nhà. Về anh ơi. Chào cả nhà. Về anh ơi.